Vào sáng nay, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại một tiệm giặt là trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh khiến một người tử vong. Nguyên nhân được cho là do thang hàng tự chế gặp sự cố, làm nhân viên giặt là bị mắc kẹt trong nhiều giờ đồng hồ. Sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút tại cơ sở giặt là Phương Trà ở số 48 đường Xuân Diệu, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh. Cơ sở này do ông Trần Hậu Tỉnh, sinh năm 1968 làm chủ. Nạn nhân xấu số được xác định là chị Lê Thị Phương, sinh năm 1985, trú tại xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Theo thông tin ban đầu, thì vào thời điểm trên, chị Phương đang dùng hệ thống thang hàng tự chế để đưa quần áo lên tầng 4 thì gặp sự cố. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân bị mắc kẹt giữa cầu thang máy tự chế với tường nhà. Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã có mặt ở hiện trường và dùng máy cắt để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Vụ việc hiện đang tiếp tục được cơ quan điều tra công an thành phố Hà Tĩnh làm rõ.